Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là gì em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở Lan Rừng nhà em có cập bến Bạt Ngàn những cái mặt hàng kg đẹp và rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần. Thời điểm bây giờ thì hàng đang đi vào cái mùa mùa xuân, là cái mùa làm nụ làm hoa, đang chuẩn bị cho cái mùa hoa đẹp nhất của dòng dòng lan đấy ạ. Các cái cây lan đấy ạ. Và bên cơ sở Lan Rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000, cộng thêm khoảng tầm 6-7.000 nữa cho 1 kg tiếp theo nhé. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và cô chú anh chị hiện nay thì bên em cũng đang hợp đồng với một cái gói cước mà được rất là ưu đãi, đó là khoảng tầm 10 kg cô chú anh chị. Khi cô chú anh chị đặt hàng ấy thì cái cước nó sẽ chỉ có rơi khoảng tầm 50-60.000 thôi đó. Thế nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà đặt hàng bên cơ sở Lan Rừng em với cái gói cước rất là ưu đãi như vậy nhá. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Rừng em đang có. Hôm nay phải nói là tổng hợp tất cả những cái loại lan đẹp nhất để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái cây lan tuyệt vời ạ. Trước tiên thì em vẫn muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng lan đùi gà. Đây là gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này, hàng dân vừa khai thác về phải nói là tươi roi rói luôn, và bên em đã cắt tỉa rễ khá là sạch sẽ rồi. Và thời điểm bây giờ thì những cây lan đang nụ khá là lớn như thế này rồi, đó đang chi chít là nụ. Và gà tròn của vùng Cao Bằng, khi mà cô chú anh chị được thưởng thức những bông gà tròn của vùng Cao Bằng, chắc chắn là sẽ đều có một cái cảm nhận chung, đó là hiếm có những cái mặt bông của nơi gà nào mà có mặt bông nó to và rực rỡ như là gà tròn của vùng Cao Bằng nhá, với mắt nhung đen rất là tuyệt vời luôn. Và gà tròn quê em, chỗ em khá là lạnh nên là thời điểm bây giờ nhiều nơi đã nở hoa, nhưng mà gà quê em thì nó chưa nở hoa và đang nụ như thế này cô chú anh chị này. Đó, em bán với giá là 200.000 cho 1 kg, hàng cực kỳ là tươi và đẹp luôn. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc, cái lô hôm nay về thì hàng quá là ưng luôn ạ. Với những cái cây thân thắt đốt, thân rất là lớn và thắt đốt rất là đẹp. Và riêng dòng hoàng thảo chuỗi ngọc thì có nhiều cây mà có mặt hoa rất là đẹp ạ. Có những cây họng đen, có những cây họng vàng. Nói chung là một dòng lan mà gọi là đáng ngắm từ cái thân lá đến mặt bông ạ. Em bán với giá là 180 cho 1 kg hoàng thảo chuỗi ngọc cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng sơn thủy tiên này, giả hành to bự chảng, xanh mướt như vậy, rất là nhiều lá. Em bán là 180 cho 1 kg. Và bên này đây sẽ là dòng kiếm bích thủy, hay còn gọi là kiếm hồng hoàng, mà dòng lan mà có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông khác nhau, nhiều màu sắc khác nhau. Cây thì thời điểm bây giờ đang bắt đầu đi vào cái giai đoạn là bắt đầu trổ mầm mới, cũng như đang bắt đầu là sẽ chuẩn bị đang làm cái mùa nụ, mùa hoa của dòng lan kiếm bích thủy này cô chú anh chị nhé. Và dòng kiếm bích thủy đây cô chú anh chị nhìn này, đó đang là mùa nụ và mùa mầm chồi mới, nên là thời điểm quá là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm cũng như là trồng chăm những cây kiếm bích thủy đấy ạ. Em bán với giá là 150.000 cho 2 kg và 80.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là dòng lan hồ điệp rừng, tiểu hồ điệp rừng ạ. Và cái dòng lan này thì cây bé nhỏ như vậy, nhưng mà khi mà ra hoa thì những cần hoa của nó vươn rất là cao. Và khi mà nở rộ thì rất là nhiều những màu sắc đa dạng cô chú anh chị này. Và cái dòng tiểu hồ điệp rừng này thì em xin phép được bán với giá là 200.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Cây thì bọn em đã cắt tỉa rất là khỏe đẹp rồi, và nhiều người trồng những cây hồ điệp này thành những tác phẩm phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Và bên này sẽ là dòng lan kiếm lô hội này, kiếm lô hội đang đi vào chuẩn bị mùa hoa đấy ạ. Em bán 60.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hải yến. Hải yến thì cũng vậy ạ, đang đi vào cái mùa hoa này cô chú anh chị này. Dòng hải yến em bán với giá là 140 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,4 kg nhé. Hoàng thảo hoàng lạp này, hoàng thảo hoàng lạp em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg cô chú anh chị. Thấy là hoàng lạp thì rất là giống với là sơn thủy tiên đúng không ạ, nhưng mà về mặt bông thì nó thân lá thì cô chú anh chị thấy là nó nhỏ hơn, nhỏ bé hơn so với cả dòng sơn thủy tiên nhá. Và bên này đây sẽ là dòng long tu xuân, cô chú anh chị thấy là mầm gốc nó đang ngoi lên rất là đẹp như thế này. Nói chung là bây giờ là cái tầm mùa đẹp để cô chú anh chị có thể ghép cho mình cho mùa sau cô chú anh chị được thưởng thức những cái giò long tu với những cái bông hoa rất là sai đấy cô chú anh chị. Nhìn em, mặt bông của dòng long tu
Bông hoa rất là to này cô chú anh chị này, bông hoa rất là to và cực kỳ là sai bông và đều như thế này cô chú anh chị nhá. Nhưng mà rất là tiếc là cái lô hàng này thì về nó đã nở hoa rồi và đa số tất cả cái dòng long tu này bây giờ đã nở hoa. Còn bên em thì vẫn có cái chậu này nó đang bắt đầu là nở hoa như thế này. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì ở chỗ em thì cái thời tiết nó rất là lạnh ấy cô chú anh chị nên là nó sẽ nở hoa muộn hơn ạ. Đó. Em bán long tu xuân này với giá là 180 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. 180 cho 1 kg thôi. Đó, bình thường thì hàng mà nó đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa thì giá không rơi dưới 220 cho 1 cân đâu ạ. Thì nói chung là cô chú anh chị không được thưởng thức mùa hoa nhưng sẽ được những cây giống đẹp này. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hạc đỉnh hồng. Dòng lan hạc đỉnh hồng này thì hoa của nó sẽ nở vào Tết và nở vào Tết đấy cô chú anh chị. Đầu xuân và Tết nên là bây giờ thì cũng là cái đang mùa cái chuẩn bị lên cái mầm chồi mới rồi. Và dòng lan hạc đỉnh hồng này em bán với giá là 100.000 cho 1 kg nhé. Hàng dân vừa khai thác tươi roi rói rất là đẹp luôn và bông hoa cực kỳ là to. Cô chú anh chị có thể lên Google search mặt bông của dòng lan hạc đỉnh hồng đi ạ. Và sang bên này sẽ là dòng long tu đá hoa tím, cây hôm nay về mập nụ luôn và cây cũng đã qua mùa hoa rồi, bây giờ thì cũng đang mầm gốc như thế này thôi. Và dòng long tu đá hoa tím này ạ, thì em bán với giá chỉ có 130 cho 1 kg này, dòng long tu đá hoa tím chứ không phải long tu đá hoa trắng của chú anh chị nhá. Đó, hoa tím hẳn hoi, hoa của long tu đá hoa tím thì bông hoa sắc tím đậm và sáp rất là đẹp luôn. Mỗi tội là bây giờ nó đã qua mùa hoa, chỉ là mùa mầm như thế này để cô chú anh chị làm giống này. Sang bên này đây sẽ là dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng ấy. Cái hàng thì đang chuẩn bị đi vào mùa đụ thôi. Đó, là cái hàng cây nào đang chuẩn bị mùa nụ mùa hoa thì em bảo rõ thì cô chú anh chị có thể muốn thưởng thức hoa luôn hoặc là muốn cây giống thôi thì cô chú anh chị có thể sưu tầm. Cái kiều tím miền Trung này em bán là 370 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng, lô hàng hôm nay về phải nói là quá là mướt đẹp luôn ạ. Mướt đẹp luôn. Cô chú anh chị nhá. Đó, hàng quá đẹp luôn. Em bán là 250.000 cho 1 kg dòng kiều vuông cánh trắng của ngày hôm nay. Đó, năm nay thì em thấy là rất là khan cái dòng kiều vuông cánh trắng này, không hiểu lý do vì sao luôn á. Và sang bên này đây sẽ là dòng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng, thân lùn lùn ngắn ngắn và kiều vuông mỡ gà thì đang bắt đầu đây này. Có võ cực kỳ luôn, dòng riêng dòng kiều vuông mỡ gà của bên em ấy. Cây thân ngắn ngắn nhưng mà hoa của nó rất là sai bông luôn ạ. Em bán là 210.000 cho 1 kg dòng kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Hoàng phi hạc nhá, em thấy là có rất là nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm cái bông hoàng phi hạc. Bởi vì em thấy là riêng dòng hoàng phi hạc này, bông hoa của nó nhìn rất là sắc nét, rất là đẹp luôn ạ. Và cái lô hoàng phi hạc hôm nay về thì rất là đẹp như thế này, em bán với giá là 130 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Cũng rất là tiếc là cái cây giống hoàng phi hạc này thời điểm bây giờ á, thì đây có những cái cây nó cánh hoa hơi trắng và họng mắt đen, họng vàng mắt đen, hoặc là có những cây họng đen rất là đẹp luôn ấy. Cái dòng hoàng phi hạc này nó cũng có rất là nhiều những mặt bông khác nhau cô chú anh chị ạ. Và hoàng phi hạc em bán với giá là 130 cho 1 kg, hàng tươi roi rói, không chê vào đâu được cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kiếm vàng, kiếm vàng của vùng Tây Ninh cô chú anh chị nhé. Và dòng này là cái dòng thân đây là không phải kiếm vàng vùng Tây Ninh mà là đây là cái dòng kiếm tiên vũ ạ. Kiếm tiên vũ của vùng vùng Tây Ninh cô chú anh chị nhá. Hàng thân côn lùn và bóng bẩy lá láng cực kỳ là đẹp. Cái hàng này thì đây nó chỉ ngắn khoảng ngắn độ 50 cm đổ lại thôi cô chú anh chị ạ. Và những cái giả hành thì bên em đã cắt tỉa rất là kỹ luôn rồi. Hàng thì không thể nào mà chê vào cái điểm nào được luôn ạ. Em bán là 130.000 cho 1 kg. Dòng kiếm vàng Tây Ninh này em sẽ bán từ 0,5 kg cô chú anh chị nhá. Cái hàng này thì phải nói là thân lá thì vô cùng là đẹp luôn. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng trầm vàng ạ. Cái dòng trầm vàng đây cô chú anh chị này, dòng trầm vàng thì với những cái bông hoa cánh sáp vàng và họng đen rất là đẹp nhá. Cái dòng trầm vàng, cái mùa này đang là cái mùa mầm mới này cô chú anh chị này. Khi mà khai thác vận chuyển ở trên rừng về thì có những cái mầm nó có thể bị gãy mất này, thì nó sẽ lên lập tức lên ngay những cái mầm chồi tơ mới như thế này cô chú anh chị này. Thân thì rất là đảm bảo, rất là khỏe luôn. Đó, thì cái dòng trầm vàng này thì em bán với giá là 260.000 cho 1 kg dòng trầm vàng nhé. Thân cực kỳ là khỏe và là đẹp như vậy. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan cành dao hay còn gọi là Vanda lá kim. Một cái loại lan mà chịu nắng cực kỳ là tốt cô chú anh chị ạ. Cực kỳ là tốt mà nó nở hoa nhiều lần trong năm chứ không phải là nở một mùa hoa. Nó rất là dễ thuần, dễ chăm. Bông hoa của nó với những cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp. Em bán là 150.000 cho 1 kg. Sang bên này đây
sẽ là dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của hài vệ nữ, bông hoa của nó rất là to như thế này này cô chú anh chị. Top một trong những cây lan hài mà dễ thuần dễ chăm nhá. Em bán hài vệ nữ này hiện tại thì đang nở hoa và đang nụ, cũng là một tầm ghép đẹp này. Em bán chỉ có 80.000 trong 1 kg thôi. Em bán từ 0,5 kg trở lên. Và bên này sẽ là dòng lan hài dâu xanh với những cái bông hoa mang hình dáng chiếc hài với những cái chùm dâu dài rất là độc đáo và đẹp luôn này. Hài dâu xanh em bán là 90.000 trong 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng đai châu rừng bắc trụ nhá các chú anh chị nhá. Đai châu rừng bắc trụ, cái lô hàng về hàng không lỗi lá và xanh mướt đẹp như thế này. Cây thì đang bắt đầu là bắn những cái rễ non tơ mới. Là cô chú anh chị về ghép một cái là sẽ được những giò lan thuần rất là đẹp luôn nhá. 1 kg rơi vào khoảng tầm 10 cho đến 15 cây trở lên. Đấy, 10 cho đến 15 cây trở lên cô chú anh chị được cực kỳ là nhiều cây giống đẹp như thế này. Em bán với giá chỉ có 320 và em sẽ bán từ 0,3 kg trở lên đấy cô chú anh chị. Đó, thoải mái cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cây châu rừng hoa thơm nức nở vào thời điểm Tết đi ạ. Đó. Tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài Hoàng Thảo Henry cô chú anh chị ạ, một cái dòng lan phân bố cũng khá là hẹp. Cái dòng lan Hoàng Thảo Henry này em bán với giá là 80.000 cho 1 kg nhé. Đấy, thân dài rất là đẹp luôn. Tiếp sang bên này đây thì em có hai lô tóc tiên ạ. Hàng tóc tiên này hoa trắng và họng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Hoa cánh trắng họng đỏ đấy ạ. Với những cái thân dài nuột như những suối tóc của những nàng tiên luôn. Em bán mỗi một lô tóc tiên như vậy với giá là 70.000 cho một lô. Và sang bên này đây sẽ là lô dáng hương tam bảo sắc của chú anh chị nhé. Dáng hương tam bảo sắc thời điểm bây giờ thì cây đang nụ này. Đó, gần như tất cả những cái cây này thì đều đang nhú nụ để cô chú anh chị sẽ được thưởng thức cái mùa hoa trong cái thời gian tới đấy ạ. Đó, dáng hương tam bảo sắc nhé, về cực kỳ là đẹp như thế này. Tầm ghép quá là tuyệt vời cho dòng dáng hương tam bảo sắc này. Đấy, hàng cây lá xếp như vậy cô chú anh chị nhé. Dáng hương tam bảo sắc hàng cây lá xếp như thế này. Thì cái dòng dáng hương tam bảo sắc này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 160 cho 1 kg thôi. Và cái dòng này thì cô chú anh chị nó về cái độ thơm của nó có lẽ nó phải so sánh gần như là cái dòng hoàng nhạn luôn. Đấy, một năm mà với bản thân em một năm mà không được thưởng thức những bông tam bảo sắc thì cảm thấy là một cái sự thiếu sót rất là lớn, một cái sự tiếc nuối cực kỳ là lớn đối với bản thân em ấy cô chú anh chị. Hoa của nó rất là thơm ạ. Có những cây hai cần hoa hai vòi nụ luôn này cô chú anh chị ạ. Đó, bây giờ cô chú anh chị nụ của nó còn ngắn ấy nên là về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn luôn ấy ạ. 160 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có một cái lô phi điệp vàng rất là đẹp này. Lô phi điệp vàng mầm miếc rất là đẹp luôn. Em bán là 120 cho lô phi điệp vàng này này. Một cái lô hoàng thảo tam bảo sắc. Tươi rói rói luôn. 80.000 cho lô hoàng thảo tam bảo sắc này. Một cái phần thanh đạm sữa rất là đẹp ạ. 40.000 cho lô thanh đạm sữa này cô chú anh chị nhá. Với những cái cần hoa màu trắng sữa rủ dài tuyệt vời luôn. Cô nhà anh cô chú anh chị làm được một chậu đẹp này. Sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần để cô chú anh chị sưu tầm này. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là những cái dòng lan vũ nữ. Dòng vũ nữ cô chú anh chị nhá. Đây là những cái cây vũ nữ, trước tiên là dòng vũ nữ mèo cam với những cái bông hoa mang hình dáng như những con mèo màu cam rất là độc đáo đẹp, cực thơm. Và dòng vũ nữ này thì hoa nở quanh năm luôn ạ. Vũ nữ sô cô la baby này, hàng đang ngậm nụ nhá, đều là những cây đã trưởng thành và nó là những cây đã trưởng thành và đang ngậm nụ. Cây thì 3-4 giả hành trở lên. Bên này đây sẽ là những cái cây vũ nữ nhện xanh ạ. Vũ nữ nhện xanh hoa cũng rất là độc đáo và đẹp này cô chú anh chị thấy ạ. Cây cũng 3-4 giả hành trở lên rất là khỏe như vậy. Đều là những cây đã trưởng thành và sẽ cho hoa trong cái thời gian rất là ngắn tới đây cô chú anh chị. Tất cả những cái giò vũ nữ này thì em xin phép được bán đồng giá là 140 cho một chậu cô chú anh chị nhá. 140 cho một chậu ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò dáng hương tam bảo sắc này cô chú anh chị này. Có những cái cây tam bảo sắc nụ rất là dài như thế này rồi đấy ạ. Có mỗi một bảng tam bảo sắc như thế này thì nó sẽ phải rơi vào 3-4 cái thân hoa, 3-4-5 thân trở lên đấy của chú anh chị. Đây, cái bảng này rất là nhiều nụ luôn này. Đó, mỗi một bảng là rơi vào 3-4 thân trở lên và bảng nào thì cây cũng đều đang có nhú nụ nhá. Em bán với giá chỉ có 150.000 cho một bảng tam bảo sắc này thôi. Với cô chú anh chị chỉ việc treo và thưởng thức hoa này. Sang bên này đây sẽ là cái cây đen rũ bất đen ạ, hoa cực kỳ là bền luôn. Cô chú anh chị nào yêu mến cái mặt bông này có thể sưu tầm. Rất là rẻ thôi ạ, 140 trong một bảng như thế này thôi cô chú anh chị nhá. Rất là nhiều mầm, rất là nhiều mầm thôi. Hàng bây giờ thì không phải là cái mùa để cô chú anh chị thưởng thức hoa rồi ạ. Mùa để làm giống thôi cô chú anh chị nhá. Và sang bên này sẽ là những cái chậu gà dẹt. Gà dẹt thì hoa rất là rực rỡ luôn rồi đúng không ạ? Cô chú anh chị nào mà không muốn tự ghép thì cô chú anh chị có thể lấy những giò này. Đấy, về thì tưới tắm ngắm thân lá cũng như chuẩn bị chờ hoa thôi. Em bán một cái chậu rất là đẹp như vậy với giá là 190 này.
Và bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc ono siêu mầm. Những cái cây giả hạc ono siêu mầm này cô chú anh chị này. Và những cái chậu giả hạc ono này thì ở đây cô chú anh chị là cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giả hạc ono. Nếu như cô chú anh chị yêu mến thì có thể sở hữu nó. Những cái bông giả hạc ono với cái sắc hoa tím hồng và cái họng đỏ cô chú anh chị này. Mắt đỏ rất là đẹp như thế này nhá. Cái sắc hoa cực kỳ là tím đậm và hoa thơm ngát luôn. Đó, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Dạ, cô chú nào, anh chị nào mà yêu mến cái mặt bông này thì có thể sưu tầm nhá. Giá cực kỳ là rẻ thôi. Có 90.000 cho một cái chậu giả hạc ono mầm chi chít là mầm như thế này. Đó, cô chú anh chị muốn sang năm mình được thưởng thức những cái suối hoa hồng, những bông hoa hồng mấy mắt đỏ rất là đẹp như thế này thì có thể sưu tầm đi ạ. Có 90.000 thôi cô chú anh chị, chi chít là mầm gốc như thế này. Và sang bên này đây sẽ là những cây trầm rừng hoa thơm ngát đấy ạ. Đây là những cái chậu trầm rừng cô chú anh chị nhá. Em có chậu 2 thân hoặc là chậu 1 thân. Cái chậu 1 thân thì nó sẽ dài từ 40cm trở lên. Và hàng thì đang chuẩn bị là có những cây là đã nhú nụ, có những cây thì chưa nhú nụ nhá. Mầm gốc thì lên cực đẹp luôn rồi cô chú anh chị này. Đấy. Và những cái chậu nào mà có 2 thân ấy thì em xin phép bán 120 cho một chậu, còn chậu nào mà 1 thân thì em bán là 180 này. Sang bên này đây sẽ là cái dòng trầm trầm parasi ạ. Dòng trầm parasi cô chú anh chị nhá. Khuôn bông cánh hoa bầu sắc hoa đậm vô cùng là đẹp. Dòng trầm parasi này là một dòng trầm rất là nổi tiếng rồi đấy cô chú anh chị. Hoàn toàn đều là những cây ươm ki và chuẩn cây giống thôi cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu trầm parasi như vậy 1-2 thân trở lên đấy. Và mầm gốc đang lên rất là đẹp. Em bán một chậu trầm parasi như thế này với giá là 110.000 cho một chậu nhá. Còn bên này sẽ là dòng trầm cửu long. Hoa của nó cũng giống như là trầm parasi, lên mầm rất là đẹp, hàng cũng đang nụ. Một chậu là một thân to đùng như thế này. Hoa của trầm cửu long thì rất là đậm. Nó rất là đậm luôn, bầu như là trầm parasi nhưng mà hoa của nó sẽ to hơn cô chú anh chị ạ. Em bán cái dòng trầm cửu long 100.000 cho một chậu nhá. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng trầm, bên này sẽ là dòng trầm sao thiên vương ạ. Sao thiên vương thì cái mặt bông biến thiên rất là nhiều, cái mặt bông đẹp nhá cô chú anh chị nhá, chứ không phải là một mặt bông đâu ạ. Trầm sao thiên vương thì một chậu như vậy cũng là đang là một thân, nó đang có nụ rất là tuyệt vời và mầm gốc thì cũng lên quá đẹp luôn như thế này. Đó, một chậu một thân dài từ 40cm trở lên ấy cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ạ. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 90.000 nhá. Và sang bên này đây sẽ là dòng trầm siêu đỏ. Cái mặt bông của trầm siêu đỏ thì đẹp thì phải là nói là cái độ đậm đỏ của nó thì miễn bàn luôn rồi. Cây thì cao khoảng tầm từ 40cm trở lên cô chú anh chị ạ. Cây thì đang nụ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này, về cô chú anh chị chơi hoa trọn vẹn luôn nhá. Đấy, hoặc là có những cây đang bắt đầu là nhú chum chúm chúm chím nụ thôi, chuẩn bị nứt ra thôi. Em bán có 90.000 cho một cái chậu trầm siêu đỏ này này cô chú anh chị. Đó, 90.000 cho một chậu trầm siêu đỏ nó quá là đẹp. Một cái giò dendro xuân cô chú anh chị này. Cái mặt bông quá là yêu thương luôn ạ. Đây ạ. Đó. Và cái chậu dendro xuân này thì rất là nhiều thân như thế này nhá. Em bán với giá chỉ có 130 cho chậu dendro xuân này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên. Cô chú anh chị cùng em ngắm những cái chậu giò sơn thủy tiên. Mặt bông của nó thì độ bền nó phải tầm bao nhiêu ạ? Nó phải tầm trên 1 tháng ấy cô chú anh chị. Đây này, cô chú anh chị thấy chưa? Cái bông hoa của nó cái họng rất là đậm này, cánh sáp bóng tuyệt vời luôn và thơm ngát nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, cái chậu sơn thủy tiên này. Và hàng thời điểm sơn thủy tiên này có những cái chậu nó đang nụ tuyệt vời lắm đây này cô chú anh chị này. Đấy, có những cây thì nó cũng chưa có nhú nụ đâu cô chú anh chị. Đây này, những cây này thì đang bắt đầu là chuẩn bị nhú nụ thôi. Và một cái chậu sơn thủy tiên bự tràng và rất là nhiều thân như thế này ạ. À, em bán là 250. 250 cho một cái chậu sơn thủy tiên để cô chú anh chị về được thưởng thức hoa luôn nhá. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu, những cái bảng hạc vĩ thiên cung lữ bố, mầm gốc chi chít là mầm. Em bán là 90.000 cho một cái giò như thế này. Hoa của nó rất là đậm, hồng rất là đậm và mầm thì rất là nhiều, có 90.000 thì cô chú anh chị làm giống ạ. Và bên này đây sẽ là dòng trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi á cô chú anh chị, một cái dòng trầm thân thủ. Buổi tối mà hoa của nó rất là đậm đà như thế này, tím cực kỳ là đậm ấy cô chú anh chị, tím đậm và vô cùng là thơm luôn nhá. Thì một chậu này, một thân và đang mầm gốc rất là đẹp này cô chú anh chị này. Đó, đang mầm gốc rất là đẹp và đang nụ nhá. Một chậu một thân đang mầm đang nụ, về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa luôn. Thì em bán với giá là 101 cho một cái chậu trầm, 101 cho một chậu trầm như thế này này cô chú anh chị. Đấy, về cô chú anh chị thưởng hoa xong rồi có thể là trăm mầm gốc này, rồi là cô chú anh chị có thể cắt cái thân già ra để mà ươm ki nhá. Một chậu một thân như thế này sẽ cao khoảng tầm 80cm trở lên đấy cô chú anh chị. Giá có 101 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị cùng em ngắm mặt bông. Cô chú anh chị mà ở đây mà được thưởng thức hoa thì chắc chắn là mê luôn ạ. Mùi hương của nó ấy, chắc chắn là mê luôn nhá, rất là thơm. À, bên này thì em vẫn còn có hai cái bụi đen cái gì ạ?
chưa bao giờ có những cái cây lan nó đẹp thơm cô chú anh chị ạ. Đây là cái gì ấy nhỉ, cắt lay a dòng cắt một lá ấy, cô chú anh chị, cắt một lá à, không phải cắt một lá mà là cắt mini á cô chú anh chị. Đấy, sắc hoa vàng cam rất là đẹp như thế này. Đấy, em có hai cái chậu như thế này ạ. Em bán đồng giá, đồng giá là 101 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé, đồng giá 101 cho một chậu. Và những cây này thì rất là nhiều giả hành như thế này nên là nó sẽ cho mình hoa quanh năm ấy cô chú anh chị. Bên này sẽ là những cái chậu chuỗi ngọc này, chuỗi ngọc thân thắt đốt rất là đẹp, có những cây đang nụ này, mầm gốc đang lên, 106 cho một chậu. Và bên này sẽ là trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết là nhiều nơi hiện tại hàng đang nụ đang hoa ấy thì người ta bán mỗi một thân là 100 đúng không ạ? Còn hàng của em thì hiện tại là nó tàn hoa rồi ạ. Tàn hoa rồi nên em sẽ bán hàng cây giống thôi này. Cây thì bây giờ cũng đang lên mầm gốc này. Ở kỳ thì cũng đang bắt đầu là sưng bắt kỳ rất là nhiều này cô chú anh chị này. Một chậu từ 2 3 thân trở lên ạ. Với giá chỉ có 100 nghìn nhá. 100 nghìn đấy, để cô chú anh chị về làm giống cho mùa sau thôi. Và tiếp sang bên này đây là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những hình lan ưng ý nhất. Và đặc biệt là hôm nay thì em có về một cái lô 5 cánh trắng Phú Thọ mà hàng ươm ki chuẩn cây giống và giá cực kỳ là sinh viên để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái mặt bông gọi là quốc dân, mặt bông đột biến quốc dân và rất là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Cái mặt bông Phú Thọ là cái cây gọi là cái cây người ta gọi là cái cây 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 dòng lan đột biến hàng quốc dân đấy ạ. Phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. À, trước tiên thì em có hai cái lô rất là nhiều, mỗi một lô này rất là nhiều là cái cây gì đây nhỉ? Trần Tuấn cô chú anh chị này, cây rất là khỏe nhá cô chú anh chị nhá, cực kỳ là khỏe luôn. Mỗi một lô như vậy em xin phép được bán với giá là 150 này, mầm gốc thì đang lên rất là xinh như thế này cô chú anh chị này. Đó. Đấy, một lô như thế này thì được cực kỳ là nhiều cây giống luôn, em bán là 150 cho một lô. Sang bên này đây sẽ là những cái cây hoàng nhạn thơm nức đây cô chú anh chị. À không. Em đi từ cái cây nào đi trước nhỉ? Những cái rễ xoắn trước cô chú anh chị nhá. Rễ xoắn trước đi ạ. Hoàng thảo xoắn, cái lô xoắn này về thì xanh tươi đẹp. Xanh tươi rất là đẹp luôn ạ. Cái rề xoắn, cái lô xoắn hình số 1 ạ, em bán với giá là 210.000. Lô xoắn số 2, hình số 2 với giá chỉ có 170.000. Cô chú anh chị sở hữu ngay một hình xoắn rất là đẹp. Hình số 3 với giá một cái rề cực kỳ là đẹp luôn này, 260 nhá. Tiếp theo là cái hình số 4 với giá là 200.000 đây cô chú anh chị, một cái giò tròn vo cực xinh. Và hình số 5, một lô xoắn này với giá em bán là 160.000 thôi ạ. Được một giò đẹp nhá. Hình số 6, 140 thôi cô chú anh chị. Hình số 7, xoắn số 7, giá có 150. Xoắn số 8 này, bông xoắn rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Những cái cây xoắn này về để cô chú anh chị trồng cho sang năm này. Lô xoắn này rất là nhiều như vậy với giá có 160.000 ạ. Bằng đùi gà luôn rồi đúng không ạ? Thì cô chú anh chị, bông hoa lô xoắn này rất là tiếc vừa rồi, cực kỳ là sai hoa mà rất là tiếc, bây giờ là tàn hoa rồi ạ. Đây cô chú anh chị nhìn cho em những cái bông xoắn này, quá là đẹp luôn đúng không ạ? Quá là đẹp luôn. Bông này đang chuẩn bị nở này, rất là đẹp. Đấy, lô xoắn này này, nó là hai rề cô chú anh chị. Hai rề này em xin phép được bán với giá là 180.000. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 10. À đâu, đây là phần hoàng nhạn à. Hoàng nhạn thì em bán hoàng nhạn thì em bán theo phần, đúng rồi. Hoàng nhạn em bán theo theo phần à, đúng rồi. Phần số 1 này. Phần số 1 hoàng nhạn. Đâu nhỉ? Phần số 2. Phần số 1 đây cô chú anh chị. Phần số 1 hoàng nhạn đây. Đúng rồi. Phần số 1 hoàng nhạn này có 16 cây. Hoa thơm nức nhá. 16 cây hoàng nhạn này em bán với giá là, có nếu như nói về hoa thì chắc là không có loại lan nào mà thơm hơn hoàng nhạn luôn. Cái hình này 16 cây em bán 160.000, tức là mỗi một cây là có tính rơi vào có bao nhiêu ạ? Rơi vào mỗi cây có chục nghìn đúng không ạ? Cây này đang nụ rất là đẹp này. Phần tiếp theo là phần số 2 này, phần số 2 này 14 cây, em bán 140. Và vậy tiếp theo là phần số 3, phần số 3 này có 15 cây với giá 150. Và phần số 4 19 cây với giá là 170.000. Rồi tiếp theo, em xin phép giới thiệu tiếp nhá. Cái hình xoắn xong rồi này, kiều tím miền Trung. Đấy, như lúc nãy em nói rồi là kiều tím miền Trung em có bán hàng cân nhá. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà kỹ càng hơn thì muốn mua theo hình này cũng được này. Cái hình kiều tím này là có hình số 12, có hai rề rất là đẹp. Và cây thì đang bắt đầu là sưng mắt nụ này, cô chú anh chị này. Đấy. Cái rề này thì hai cái rề này
Em xin phép được bán hình này với giá là 300.000 này cho hai dây kiều này nhá. Tiếp theo là cái hình số 11 ạ, cũng là hai dây kiều cực đẹp. Đây hai dây kiều này cô chú anh chị được hai giò cực đẹp 250. Tiếp theo là hình số 12, cái lô kiều này quá nhiều luôn cô chú anh chị. Quá nhiều luôn, em bán lô kiều này với giá 220.000 này. Tiếp theo là kiều tím miền Trung, kiều hồng nhá cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo là cái hình số 13. Hình này là một cái dề rất là xinh luôn đây cô chú anh chị này, như là cái hàng nguyên bản luôn đấy cô chú anh chị, rất là đẹp đúng không ạ? Cái dề này em bán với giá là 210.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 14. Lô số 14 này là những cái phần kiều có những cây lá mít tròn vo nữa này. Cái hình kiều này em bán với giá 230.000 đây cô chú anh chị, 230 cho hình này. Tiếp theo sẽ là cái hình số 15, hình này em bán 201 này. 201 cho hình kiều này này. Chỗ này có một cái dề rất là đẹp, thêm một ít hàng rời nữa cô chú anh chị ạ. Mắt nụ sưng rất là lớn luôn rồi đúng không ạ? Mắt nụ của nó này cô chú anh chị này. Tiếp theo sẽ là cái hình đây này, ôi cái cây này chồi nụ ra như thế này rồi này cô chú anh chị này. Đấy. Nói chung là cái hình kiều bây giờ ấy thì là cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức cái mùa hoa trọn vẹn nhất. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 16, hai dề này. Hai dề kiều này em xin phép được bán với giá 300.000. Và tiếp theo hình số 17, hình dáng hương đuôi cáo có 13 cây ạ, với giá là 140 nhé, cây khá là đều. Và tiếp theo sẽ là hình số 18, có đến 16 cây luôn, em bán chỉ có 140 thôi. Và bên này sẽ là những cái chậu cáo. Chậu cáo 19 này, chậu này em bán với giá là 180.000 thôi. Và chậu cáo 20 cũng với giá 180, và chậu 21 này. Đây, chậu 21 cực kỳ là đẹp nhá, bản lá rất là to. Chậu này em bán với giá 210.000, cô chú anh chị ạ, 210.000. Chậu tiếp theo chậu 22 là xếp rất là đẹp. Chậu này em bán 200.000 và chậu 23 với giá em cũng bán là 200.000, chậu 24 với giá em cũng bán là 200.000 đấy cô chú anh chị này. Và chậu số 25 hoàng lạp. Hoàng lạp này em bán 180 hàng năng nụ nhá, 26. Hoàng lạp 180, 27 cũng là 180. Và 28 sẽ là chậu kiếm này. Chậu kiếm này em bán là 180.000 là kiếm tiên vũ. Và cái chậu số 29 cũng là 180 nhé. Bên này em vẫn có những cây giống thiên nga chuẩn màu sắc này, với giá là 40.000 cho một cây thôi. Có màu đỏ đốm, màu đỏ đốm nhé. Màu xanh hay còn gọi là thiên nga xanh. Và màu đỏ, màu bên này là cái màu vàng này. Sang bên này sẽ là rất là nhiều những cái chế. À không, bên này thì em còn có cây 5 cánh trắng Phú Thọ chứ. Tí nữa lát nữa em quên mất là em không giới thiệu cây 5 cánh trắng Phú Thọ này. Phú Thọ, 5 cánh trắng Phú Thọ. Một cái mặt bông rất là đẹp, một cái mặt bông gọi là một cái cây lan đột biến mà quá là nổi tiếng. Ai đã chơi lan, kể cả không chơi lan chắc cũng biết về cái nổi tiếng về cái bông hoa 5 cánh trắng Phú Thọ đúng không ạ? Trước đây thì giá của nó rất là đắt đỏ, còn bây giờ thì phải nói là giá của nó là cái độ gọi là độ đáy rồi cô chú anh chị. Đây, với chậu này này. Hàng này hàng chuẩn ươm ki chứ không phải là hàng gieo hạt đâu cô chú anh chị nhá. Chuẩn ươm ki nên là chuẩn mặt bông của nó đấy ạ. Và cái chậu này thì em có cái hình này gọi là hình Phú Thọ số 1. Em bán là 140.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. 140.000 đang lên một mầm rất là xinh. Và Phú Thọ số 2. Ồ, Phú Thọ số 2, tất cả những cây này thì người ta đã kích ki rồi cô chú anh chị nhìn thấy này. Bắt đầu là mầm gốc lên và ki cũng đang bắt đầu lên rồi đây. Hai cái thân Phú Thọ rất là nù. Rất là nù, một thân khoảng tầm chục sen, một thân hơn chục sen đấy cô chú anh chị. Rất là nù, em bán cái hình này với giá là 350. 350 nhá cô chú anh chị nhá. Một chậu Phú Thọ này. Chậu tiếp theo chậu Phú Thọ số 3. Cái chậu này là cũng đang có một mầm này, một cái thân già này về. Chắc là cũng đang kích và em thấy là cũng đang có ki này đang bắt đầu là đây, sưng mắt ki luôn. Hình này em bán với giá 170 nhá. Tiếp theo là Phú Thọ số 4 này. Phú Thọ số 4 này người ta cũng đã đây bắt đầu là ki bắt đầu là lên, mầm gốc đang lên này. Cái chậu Phú Thọ số 4 này em bán 250 này cô chú anh chị này. Phú Thọ số 5, Phú Thọ số 5. Đây hai cái mầm gốc luôn cô chú anh chị này, kích lên hai mầm gốc luôn nhá. Trên này thì chắc là cũng sẽ lên ki này. Cái Phú Thọ số 5 này em bán là 160 này. Phú Thọ số 6, Phú Thọ số 6 này hai mầm gốc rất là đẹp này. Em bán hình này với giá cũng là 160.000 nhá chú anh chị nhá. Đó, giá cực kỳ là yêu thương luôn, đáy luôn rồi cô chú ạ. Bên này thì em có rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1kg nhé. Và rêu rừng ạ, khô cong luôn ạ. Đấy, rất là sạch sẽ như thế này với giá là 50.000 trong 1kg. Và dớn vụn là 40.000 trong 1kg. Một cái giá thể rất là tuyệt vời để trồng lan đấy ạ. Vỏ thông thì em có size 12 và size 34 nhé. Và sang bên này thì rất là nhiều những cái chế phẩm dành cho hoa lan. Tonic là 10.000 trong một gói này. Duy xanh là 50.000. Duy xanh là 50.000 và duy đỏ 60.000 nhé. Và dưỡng chất AB với giá là 85.000 trong một lọ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp nhé. B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ này. Và cái
Superthai hormone tăng trưởng 85.000 cho 50.000 cho một lọ chứ. Liền da Mỹ Tiến là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Và cái ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá là 30.000 cho một lọ và ba loại phân bón lá. Ba loại phân bón lá đồng giá em bán là 30.000 cho một lọ này. Và cái Rotin. Cái Rotin này là thuốc sát khuẩn ấy. Em bán là 150.000 cho một lọ nhá. Và bên này sẽ là cái sản phẩm Captan đặc trị thối nhũn ạ, với giá là 35.000 cho một lọ như vậy. Captan và Kinkin Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn. Đây Kinkin Boom đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Và Chicho để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói 100g. Và một cái hộp như vậy là 1kg với giá em bán là 130 này. Và đây cũng là một cái Chicho Dema một gói lớn với giá em bán là 1kg á, 50.000. Và bên đây là phân bón túi lọc này, cung cấp dinh dưỡng kích rễ kích mầm rất là tuyệt vời. Em bán với giá là 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong nhá. Dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo 35.000 cho một cuộn này. Và cái mút hữu cơ của Hà Lan với giá là 70.000 cho một gói 10 viên mút bên trong. Và bên này sẽ là phân chùn quế nguyên chất cái dòng cao cấp với giá là 150.000 cho một 35.000 cho một túi 1kg. Và bên này sẽ là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương nhé quý anh chị nhé. Dịch chuối, phân trâu và đỗ tương em bán với giá là 35.000 cho một cái sản phẩm này. Và cô chú anh chị nếu như mà đã được từng sử dụng phân trâu thì chắc hẳn vô cùng là bất ngờ với cái giá phân trâu ở đây em đang bán đúng không ạ? Bình thường người ta bán phân trâu chỉ qua xử lý không thôi, không dưới 60.000 cho một túi ạ. Còn ở đây phân trâu bên em không chỉ có phân trâu mà còn người làm ra nó còn mất rất là nhiều công sức, trộn vào đó là dịch chuối và đỗ tương của chú anh chị nhé. Bỏ ra rất là nhiều công sức để có một cái gói sản phẩm như vậy và đã xử lý rất là kỹ càng luôn. Đó, đảm bảo cung cấp giá trị dinh dưỡng phải nói là tuyệt vời nhất cho cây. Mà giá chỉ có 35.000 ạ. Thì cô chú anh chị thấy là nó quá là rẻ so với cái chất lượng tuyệt vời của nó đúng không ạ? Ở đây thì em nói là ở đây vì sao em có cái sản phẩm này nó rẻ như vậy. Bởi vì là ở đây em mua không qua trung gian, cái sản phẩm không qua trung gian cô chú anh chị nhá. Về em bán thì gọi là lấy một ít công tiền đóng gói với cả tiền băng dính thôi. Nên là cô chú anh chị phải có nói là một cái sản phẩm rất là chất lượng tuyệt vời như thế này chỉ có 35.000 nhá. Bên này đây sẽ là sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí ạ. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Đó. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép được dừng clip ở đây ạ.